chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món rau câu sơn thủy. Để nấu rau câu sơn thủy, nguyên liệu gồm có một gói rau câu 25g và rau câu con cá, nước cốt dừa 300g, đường 300g, matcha trà xanh, muối, vani và nước dừa. Bây giờ mình chưa có sử dụng đến thì bỏ trong ngăn mát tủ lạnh để cho nó khỏi hư. Và đây là sữa đặc. Hồi nãy mình quên, mình không giới thiệu sữa đặc 150g. Và đây là 1,7 kg nước. Bây giờ mình múc ra đây. Cái chén này mình ngâm rau câu. Và mình ngâm trong 1 giờ. Rau câu mình sẽ không có bị chảy nước. Khi mình nấu xong không có chảy nước. Và nó rất là ngon. Thì mình ngâm rau câu cũng nở hết luôn. Và rau câu này là rau câu con cá mà không phải là rau câu Thái mà là rau câu Việt Nam. Và rau câu thì tự nó ngấm cho mình, không cần phải khuấy. Đó, đây là rau câu nó tự ngấm, mình không cần phải khuấy nữa. Mình khuấy thì chính dính đũa, chính thìa. Và bây giờ mình chế nước vô cái bột trà xanh này. Rồi mình chế nước sôi. Và rau câu của mình nhé. Cái nước, nồi nước của mình gần sôi thì múc ra một ít. Để mình chán cái chén. Cái nồi này nó gần sôi rồi. Bây giờ thì mình đổ rau câu vô. Và trước khi đổ rau câu mình khuấy lên. Và bây giờ thì mình lấy nước ở trong cái tô này mình chán chén. Và mình cũng phải khuấy lên. Chứ mình không khuấy thì nó sẽ bị bén nồi. Và rau câu mình sôi rồi, mình hạ lửa nhỏ xuống. Và rau câu mình sôi được 5 phút rồi. Mình nhúng xuống, mình dở cái muôi lên như vậy nè. Nó không có hột hột ở sau cái muôi này nữa là rau câu mình đã tan hết rồi. Và bây giờ thì mình cho đường vô. 300g đường. Và muối. Thì mình cũng cho vô khoảng một đầu đũa muối. Và mình khuấy cho nó tan đường. Và rau câu mình sôi lại rồi. Và tan hết đường mình tắt bếp. Tiếp theo là mình cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê hương vani. Mình tắt bếp nhưng mà cái nồi này vẫn nóng, nó vẫn sôi. Cái nồi đất này nó nóng dai lắm. Và bây giờ mình xới rau câu ra làm hai nồi. Một nồi thì mình cho nước dừa. Còn một nồi thì mình cho cái màu matcha. Và mình chia làm hai nồi. Cái nồi matcha này thì mình cho ít hơn cái nồi nước dừa. Nồi nước dừa thì mình sẽ cho nhiều hơn. Và bây giờ mình đổ nước cốt dừa vô trong cái nồi rau câu. Và cái nồi này là nồi nhiều này. Mình cho nước cốt dừa vô. Cái nồi nước cốt dừa là mình phải chia phần nhiều hơn. Nếu mà mình chia phần ít hơn thì nó sẽ bị mềm. Tại vì nước dừa nó vô nó lỏng ra. Và đây là sữa đặc, 150g sữa đặc, mình cho vô luôn. Và mình khuấy lên cho nó đều. Và bây giờ mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ để cho cái nồi rau câu mình nó nóng
Từ vì đầu câu nước dừa mình bỏ vô này nó sẽ bị nguội. Nước dừa này là nước dừa mình lấy trong ngăn mát tủ lạnh ra. Cho nên là nó nguội lắm, mình phải bật cái bếp lên cho nó nóng. Và mình không có cho sôi. Nếu mà mình cho sôi thì nước dừa mình sẽ mất béo. Và đây là cái nồi đâu câu để mình pha trà xanh ấy. Thì mình pha trà xanh vô. Nhưng cái màu nó, cái nồi nó đen mình không thấy đường ấy, thì mình sẽ múc ra cái chén á, mình coi. Đó, mình múc ra cái chén mình coi như vậy này, đó. Mình vẫn còn chưa được. Và đây là màu trà xanh của mình nhé. Mình thích nha, nó xanh như vậy cũng được, mà mình thích xanh hơn thì mình cho thêm trà xanh. Và mình lấy cái màu như vậy thôi. Nếu ta thích đậm hơn thì ta cho thêm trà xanh. Và bây giờ ta bắt lên trên bếp, ta hâm cho nó nóng. Và bây giờ ta bắt đầu đổ rau câu. Mình cho xen kẽ như vậy này. Trên bếp á, thì mình cứ để nồi trên bếp á, không bỏ ở dưới, bỏ ở dưới sẽ bị nguội. Mà rau câu mà nó nguội á, thì nó sẽ bị nó không có dính với nhau và nó bị bở nữa, nó không có dai. Nó nổi nguội là mình phải hâm lại chứ mình không để cho nó nguội thì nó không có kết với nhau mà nó sẽ không có dai nữa. Mình đổ rải rác như vậy này. Và rau câu của mình còn mình cũng phải đi hâm lại chứ không phải mình đợi đợi hết đâu, đợi hết thì nó sẽ nguội quá. Mình còn rau câu xong mình bỏ chung vô cái rau câu nóng này kìa thì nó sẽ nóng qua luôn. Rau câu mình vẫn còn, mình phải đi bỏ chung vô cái rau câu nóng để cho nó nóng ra chứ bây giờ nó nguội mình bỏ vô thì sẽ không ngon. Và cái màu trắng thì mình sẽ cho nhiều hơn cho mọi người. Đó, màu trắng mình sẽ cho nhiều hơn màu xanh.
cho màu trắng nhiều hơn màu xanh nó mới đẹp. Và đây là màu xanh thì mình rải rác thôi, đó mình rải rác thôi, nhưng không cho nhiều. Rải rác như vậy thì lát nữa nó mới đẹp được. Màu xanh thì mình rải rác như vậy thôi. Và cái con thì mình bỏ trong nồi mình hâm lại. Và đây là ổ rau câu mình mới đổ xong. Bây giờ mình chờ cho nó nguội, mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Và rau câu bây giờ nó đông rồi và nó nguội rồi, mình sẽ bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Và bây giờ mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh được 5 tiếng rồi, giờ mình lấy ra. Và khi mình lấy ra thì mình để nghiêng như vậy nè, để cho nó hở chân ra, mình lấy cho nó dễ. Đó, mình để nghiêng như vậy nè, sẽ hở chân ra, mình lấy rất là dễ. Mọi người nhìn ổ rau câu mình nè. Và bây giờ mình cắt ra. Và đây là dĩa rau câu Vân Xuân Thủy của mình. Mọi người nhìn rất đẹp không? Nếu ai muốn màu đậm hơn thì ta có thể cho màu đậm hơn, hay là ta muốn cho màu xanh đậu biếc, hay là màu tím lá cẩm, hay là màu gì cũng được hết á, hay là ta có thể pha lẫn màu cũng được. Và nhà mình thì thích ăn màu lợt lợt như vậy này, cho nên mình cho màu lợt lợt. Màu lá cẩm á thì mình muốn lá cẩm khô, và lá cẩm thì mình cho ít thôi, tại vì lá cẩm nó không có ăn màu, cho nên là mình lát cẩm cho rất là ít. Còn cái màu trà xanh này nó ăn màu này, hay là màu hoa đậu biếc nó ăn màu. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và cái rau câu này là rau câu con cá, mà rau con cá là rau câu Việt Nam chứ không phải rau câu Thái. Mình cân 1,7 kg thì nó cũng, mình thấy nó cứng. Ta có thể cân 1,8 kg hay 1,9 kg vẫn được, tại vì 1,7 kg thấy nó vẫn cứng lắm.